Bạn nào mà hay đi chơi, muốn nghe nhạc sàn mà nhiều bát thì hãy lên xem cái đoạn này. Đây là một chiếc loa Q13. Chiếc loa này thứ nhất là có thể mang đi du lịch này. Này, tay sách rất là xịn sò này. Thứ hai là loa nghe rất là nhiều bát. Đấy, rất nhiều bát, nhạc trẻ cực kỳ chill. Mà nhà sản xuất người ta có nói là chiếc loa này có thể nghe nhạc đến 2 đến 3 giờ đồng hồ liên tục. Nghe cực kỳ căng luôn quý vị ạ. Đây, bên trong của nó sẽ là như thế này. Đây là mẫu loa Q13. Cái mẫu loa này bên ngoài nó đây, các bạn nhìn xem đây. Ở đây nó là cái màu gỗ. Đây này, màu gỗ là nhìn rất chi là sang trọng, rất chi là sang trọng. Đây, anh em mình có thể để decor. Anh em mình có thể để decor ở trong phòng làm việc hoặc là để ngay trên bàn máy tính, máy tiếc gì đấy, vân vân và mây mây. Tại sao nó là nhiều bát? Vì là đây, chiếc loa này người ta đã trang bị thêm một bát ở bên dưới. Một bát ở bên dưới này để cho bát nó đánh sâu hơn như kiểu cục trầm ấy. Và người ta cũng trang bị cho mình thêm một cái lỗ thông gió như này để cho bát ra hàng sau tiếng nó rất là sâu. Đấy, đằng trước này là có hai loa. Đây, và bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Đó. Đây. Đó, à đây 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 đây. À, giới thiệu với anh em luôn là cái loa này nó cũng có hai micro nhá. Nhưng mà micro này thì mình cũng nói luôn giờ EK nó rất là ít echo. Anh em là hát nhạc trẻ acoustic thì lên sử dụng, còn không thì tốt nhất là không sử dụng nhá. Ở hát nó ít echo lắm. Đây này, mình cũng thử tiếng mic cho các bạn nghe xem. Đây tiếng mic này. Pin là pin sạc luôn. Alo. 1 2 3 4 5 6. Thôi bây giờ mình bỏ qua cái phần hát đi. Tại vì cái loa này tập trung nó hát là nhiều thì bây giờ mình sẽ cho anh em mình nghe nhạc đi. Nghe nhạc đi xem cho anh em nghe xem chất lượng con này âm thanh có hay không. Đây, chiếc loa này người ta cũng trang bị cho hai chiếc micro. Đây bây giờ mình sẽ mở cho nhạc cho anh em nghe thử nhá. Đó. Đây. Con này nó model của nó là đây Famica TV. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ mở nhạc cho anh em nghe bài nhạc sàn con này cực kỳ sâu luôn. Đấy, riêng nhạc sàn con này bát nghe sướng lắm. Ừ. Đấy, anh em thích mình sẽ mở cho một bài nhạc. Đây, remix luôn. Đây. Agoda, tải ứng dụng Agoda về ngay hôm nay. Đây. Nạp năng lượng cho nó chỉnh luôn này. Đấy. Anh nghe bát chưa? Rõ chất đi. Chuyên để nghe nhạc này, nếu mà hát được karaoke phụ thì cũng ok, thì anh em hãy bình luận xuống bên dưới nhá. Chào anh em.